Ông thầy của tôi ở trên đỉnh núi đèo Hải Vân ấy, khi mà tôi ở Đà Nẵng tôi lên tôi thăm ông ấy thì ông ấy cũng hay kể những cái câu chuyện mà một số học trò lên tìm hiểu. Thì ông thầy ông cũng đã dạy mình rất nhiều ở trong các cảnh và nhập cảnh ấy. Thì có một hôm cái câu chuyện của ông ấy cũng làm tôi cũng lay động và cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Và cho đến khi từ trên đỉnh núi tôi phi về nhà thì tôi cũng ngổn ngang các cái câu nói, câu hỏi. Cái cậu học trò này, cậu ấy đem ba cái tài khoản lên. Thực ra đôi khi chúng ta không phải là chơi một tài khoản đâu, mà ông này ông đem ba tài khoản lên. Một tài khoản siêu bé tức là 50 U, tài khoản bình thường là 5.000 U, và tài khoản siêu to là 100.000 U. Vậy ba cảnh giới, ba cách làm ấy, thì nó sẽ giống nhau và khác nhau như thế nào? Thế thì thực ra đây là một công việc kinh doanh của một cá nhân, được coi như là cái công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao đấy. Anh này anh vận hành rất nhiều các hệ thống tài khoản và sàn nào anh cũng có mặt. Lúc thì anh sử dụng một 100, lúc thì 5, một 500, lúc thì một 1.000, lúc thì vô cực. Nói chung là sẽ có rất nhiều các trạng thái. Và trade coin lúc thì anh giao dịch 10x, 20x, 5x, thậm chí 100x, 190x. Thế nhưng anh đã kiểm soát các dopamine, kiểm soát các vấn đề margin ấy cực kỳ thông minh. Thế thì anh ra mới nói rằng là nếu bạn là một người đa nhân cách, tức là tính cách nó thất thường ấy, thì bạn sẽ chọn loại tài khoản thất thường giống như tôi. Đấy cũng là một cách để anh ta tìm hiểu. Thế thì ông thầy ông nói là cái việc đó là việc đúng, và ông ấy dạy cho anh ta đối phó với những cái tính cách bất ổn. Đúng không ạ? Sự bất ổn. Hôm nay tham lam thì ta sẽ làm gì? Hôm nay chúng ta sợ hãi chúng ta sẽ làm gì? Và hôm nay chúng ta trung tính chúng ta sẽ làm gì? Tức là đa dạng hóa các cái góc nhìn của margin, đa dạng hóa các góc nhìn của tài khoản. Có những người thì dùng 50 U, 100 U, 200 U, 300 U, 400 U, rất rất nhiều các hệ thống tài khoản. Về cơ bản là công ty trách nhiệm nó sẽ quản lý tất cả các hệ thống tài khoản đó. Vậy thì tư duy nó để làm gì? Các bạn có biết không ạ? Tính đa nhân cách ấy, đa nhân cách ấy, để làm gì các bạn có biết không ạ? Đâu có phải một mình một tài khoản.